Xin chào tất cả các bạn. Như chúng ta đã biết thì khái niệm máy tính hiện nay không chỉ dùng để nói về những chiếc PC để bàn hầm hố nặng nề, mà nó còn nói về những chiếc điện thoại thông minh có thể nằm gọn trong túi của chúng ta. Nhưng mà các bạn có biết là chiếc máy tính điện tử đầu tiên to và mạnh đến mức nào hay không? Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Chiếc máy tính điện tử đầu tiên trên thế giới được biết tới với cái tên ENIAC. Nó được Đại học Pennsylvania thiết kế dưới sự chỉ đạo của John Maudslay và John Presbyter Eckert cùng với sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ. ENIAC được chế tạo từ năm 1943 và chính thức hoạt động vào năm 1946. Thời điểm đó thì ENIAC được báo chí phương Tây gọi là bộ óc vĩ đại. Tổng đầu tư cho công trình này lên tới 450.000 đô vào thời điểm đó. Chính vì vậy, các thông số kỹ thuật của ENIAC cũng rất ấn tượng vào thời đó. Nó có tổng cộng 17.468 ống chân không, có tài liệu ghi là 18.000 ống, 70.000 điện trở, 1.500 relay, 10.000 trụ điện và 5 triệu mối nối hàng được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Máy có khối lượng 27 tấn, kích thước là 2,4m x 0,9m x 30m, chiếm diện tích mặt sàn là 167m2, sức mạnh xử lý là 385 phép nhân mỗi giây và mức tiêu thụ điện lên tới 150kW. Đã có nhiều lời đồn rằng khi ENIAC bật lên thì mọi đèn đóm tại Philadelphia, nước Mỹ đều bị chập chờn. Tuy nhiên, chiếc máy tính ENIAC thì lại có gốc gác từ Chiến tranh Thế giới II, bởi vì nhiệm vụ ban đầu của nó là hỗ trợ việc tính toán cho các đơn vị pháo binh như là tính góc của nòng súng, tìm hiểu về điều kiện địa hình hay là vẽ đường đạn. Và nhiệm vụ thử nghiệm đầu tiên của ENIAC chính là xây dựng mô hình toán học cho một vụ nổ nhiệt hạch giả định được sinh ra khi kích hoạt một siêu bơm. Và năm 1950 thì chiếc máy này cũng đã thực hiện thành công công việc dự báo thời tiết bằng kỹ thuật số đầu tiên. Bên cạnh đó thì cũng có những nhà sử học cho rằng có những chiếc máy tính còn ra đời sớm hơn cả ENIAC nhiều. Chẳng hạn như là chiếc Z3 ở Đức, chiếc Colossus ở Anh hay là chiếc Atanasoff Berry Computer tại bang Iowa của Mỹ. Tuy nhiên, chỉ đến thời của ENIAC thì mới thu hút được sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Trong quá trình hoạt động của mình thì ENIAC đã có những đóng góp không nhỏ cho khoa học của Mỹ và thế giới. Nhờ có nó mà các nhà khoa học đã phát triển những công nghệ mới, phục vụ cho những mục đích mới. Sau đó, mặc dù ENIAC chấm dứt hoạt động vào tối ngày 2 tháng 10 năm 1955, nhưng ENIAC đã đặt nền móng cho sự phát triển của các máy tính hiện đại ngày nay. Sau này thì nhờ sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ mà các linh kiện máy tính đã lần lượt ra đời như là bo mạch, chip hay là RAM, các hệ điều hành cũng lần lượt xuất hiện và máy tính đã bước sang một kỷ nguyên mới, giá thành thì rẻ hơn, trong khi kiểu dáng thì được thu gọn hơn rất nhiều so với nguyên mẫu ban đầu. Và những nhà sản xuất máy tính điện tử đời đầu tiên có thể kể đến như là IBM, Apple, HP hay là Dell đã góp phần làm thay đổi thế giới. Vừa rồi thì chúng ta vừa tìm hiểu là chiếc máy tính điện tử đầu tiên to và mạnh đến mức nào. Và nếu các bạn vẫn còn những thắc mắc về các chủ đề liên quan đến lịch sử, khoa học hay là kinh doanh thì hãy comment bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới nhé.